Trước đi siêu thị Kiều. Hai người ở nhà để mình đi chợ nha. Ở nhà thối hết cả thây ra rồi. Để con khác tùng mẹ đi, cho nó bó cận mẹ ạ. Cho con đi đi, con cõng mẹ cho mẹ đỡ mỏi. Mẹ chỉ cần mua cái gì cho con đỡ đói thôi, thế là được. Con đi cho. Con đi cơ. Con đi cơ. Em đi. Tao đi. Hai đứa kia đừng lại.
bây giờ đi siêu thị kiểu. Mẹ ơi, hết bột giặt, hết dầu gội, hết dầu tắm rồi, mẹ đi siêu thị đi. Đang giãn cách cả xã hội, người ta ở nhà, mẹ định đi đâu? Ai đi ông lớn này chua lắm rồi. Con nhất định là con phải đi đây chứ không chịu nổi nữa đâu. Thì trời ơi, ai đang phản thịt này, mày phản mẹ mày đi à? Không sao mà, Lazada đây rồi, giảm đến 50%, lại còn miễn phí giao hàng. Tôi vừa đặt hết toàn bộ đồ cho nhà mình và cả nhà ông bà ngoại hết luôn rồi. Chúng ta cứ ở nhà, không sao mà, vẫn ổn mà. Cái nhà này không có chồng là loạn hết. Còn hai thằng kia đi quét nhà, lau nhà, rửa bát cho tao nhanh lên. Khi tôi quát vợ tôi nghĩ sao mày quên đấy nhở? Anh quát em à, nói to thế à? Nhưng thực tế là sao mày quên đấy nhở? Mày quát tao à?